Hello, xin kính chào quý vị khán giả đã theo dõi channel tiểu bang Arizona của mình là Lê Duy ha. Hôm nay mình sẽ làm một cái video chia sẻ về học tiếng Anh ha. Nói chung là những người mới qua Mỹ á, nhất là những người lớn tuổi á, từ nói chung là từ 35, nhưng mấy người mà từ hàng 30 trở lên á, thì nếu mà có cố gắng sẽ học được vô ha, nhưng mà đa số người tầm tuổi đó thì qua đây á, đa số người ta có gia đình và người ta phải bươn chải với cuộc sống mới ha, thì không có thời gian để mà đi học nữa. Nói chung là cũng nhiều thứ để lo cho nên học không có vô. Thì tiếng Anh đó thì nó là một ngôn ngữ thứ hai ha, nó là ngôn ngữ thứ hai so với người Việt, cho nên nó rất khó học so với người Việt của chúng ta. Một phần là cái ngôn ngữ của chúng ta nó nhiều thanh điệu lắm ha, năm thanh điệu, năm ngữ âm. Một phần nữa là cái hồi xưa mà học ở Việt Nam á, chỉ học về cấu trúc grammar thôi, thì tiếng Anh á, thì nó không phải là về cấu trúc không, mà nó còn là kỹ năng nói, kỹ năng nghe. Nhất là những người mà học đã lớn tuổi thì cái lưỡi nói tiếng Anh nó rất là khó chuẩn so với người bản xứ ha, tầm 80-70% thì cũng khá là ok đó. Nhưng mà bạn biết rồi, bạn phải luyện tập. Bạn nói tiếng Việt từ nhỏ cho nên khi bạn nói tiếng Anh thì lúc nào nó cũng có accent Vietnamese. Người Trung Quốc thì accent Chinese, người Japanese thì accent Chinese, người Nga thì accent của Nga. Nói chung là giọng nào nó cũng có một cái accent. Nếu bạn học từ nhỏ thì nó không có accent, nhưng mà bạn đã từ tầm 12 tuổi trở lên rồi đó, thì cái lưỡi mình là cứng ra đơ thì nó lúc nào nó cũng có accent hết nha. Cho nên hôm nay mình chia sẻ một cái app dành cho những người chưa biết gì, hoặc là biết sơ sơ, hoặc là biết nhiều và muốn học tốt hơn, thì mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái app này, tất nhiên là miễn phí. Thì bạn hiểu là miễn phí nó sẽ đi cùng với quảng cáo ha, cho nên mọi thứ cái gì nó cũng có giá. Nếu bạn không muốn quảng cáo thì các bạn phải bỏ tiền ha, mua cho nó không bị quảng cáo ha. Đương nhiên bạn biết rồi, thì nào quảng cáo thì người ta mới có được cái chi phí để người ta làm cái app đó để chúng ta học tập ha. Và mình sẽ giới thiệu trên máy tính luôn ha, mình sẽ đưa cái đó lên máy tính và mình quay video lại cho mọi người cùng xem nha. Ok, và bắt đầu theo dõi. App này dành cho những người không biết gì, biết chút chút, biết sơ sơ, biết nhiều càng tốt ha. Học tiếng Anh thêm, học thêm á thì không có gì là không tốt cả ha. Rồi mình sẽ lên máy tính và mình chia sẻ phần mềm đó nha. Ok. Rồi, để mà chúng ta học được cái phần mềm này á, thì phần mềm này có tên là Duolingo, thì tí nữa mình sẽ giới thiệu sau. Nhưng đầu tiên mình sẽ vào vấn đề và hướng dẫn mọi người gõ tiếng Việt ha. Tại vì cái phần mềm này khi mình học tiếng Anh á, nó bắt mình translate sang tiếng Việt, thì bạn phải biết gõ tiếng Việt sao cho nó chính xác ha. Mình sẽ hướng dẫn mọi người cách gõ tiếng Việt kiểu Thales, tại vì trên dòng iPhone nó không có gõ Việt ni, thì cho nên mình hướng dẫn theo kiểu này để nó chung chung hơn. Nó ai biết gõ kiểu nào thì gõ, nhưng mà trên dòng iPhone thì nó, hình như nó không có gõ mà Vini ha. Có thể dùng cho iOS, iPad, iPhone hay là MacBook, nói chung là có sử dụng Apple Store, hoặc là trên Android thì có cửa hàng CH Play, thì mình có cái đó thì mình tải phần mềm này về ha. Máy càng mạnh thì nó chạy càng nhanh, máy yếu thì nó chạy yếu, ví dụ vậy thôi. Cái đó là tùy ha. Mấy bạn cần xịn thì nó chạy càng nhanh càng tốt ha. Rồi đầu tiên mình sẽ hướng dẫn gõ ha. Đầu tiên là chữ chữ ớ, thì mình sẽ gõ như thế nào? Nói chữ ớ thì nó sẽ gõ hai chữ A, gõ liên tục không dấu cách nha. Cái này là mình để demo cho mọi người xem thôi. Đó. Rồi chữ A thì mình gõ như thế nào? Vậy là A và W. Chữ O, chữ O và O, hai chữ O ha. Chữ E thì hai chữ E, hai chữ E. Chữ U thì U, W. Ai không thuộc thì có thể chụp màn hình lại, ghi lại trên cái notebook của mình ha. Rồi mình thiếu một cái từ nữa ha, đó là chữ Ơ. Chữ Ơ thì nó là bằng chữ O và chữ W ha nha. Đó. Rồi tiếp theo là chữ chữ D, thì chữ D á, thì nó hai chữ D, hai chữ D đó ha. Đó là cách mình gõ ha, những cái dấu mũ trong tiếng Việt của chúng ta. Rồi tiếp theo thì ngôn ngữ chúng ta thì có dấu hỏi, dấu ngã, dấu nặng, dấu sắc, dấu huyền. Ví dụ vậy ha, thì dấu hỏi là chữ bấm chữ R, dấu ngã thì chữ X, dấu sắc là chữ S, dấu huyền là chữ F và dấu nặng là chữ J ha. Ví dụ
độc lập, tự do, hạnh phúc. Đọc hai chữ G ghi sao? Hai chữ D đúng không? Chữ A, O đó, là hai chữ A, dấu chữ C, rồi dấu nặng thì chữ J đã đọc. Lập L, A, ớ chưa? Ớ thì ớ, hai chữ A, dấu nặng, độc lập. T, U, W là chữ tư, dấu nặng, tự do đó. Hạnh, hạnh đó. Phúc, U, dấu sắc, dấu sắc là chữ S đó. Phúc, dấu sắc đây ha, dấu sắc đây, dấu huyền đây, dấu nặng đây, dấu ngã đây, dấu hỏi đây ha. Thì dấu hỏi như H, A, I, hỏi đó, R là nó hỏi, Ng, A, Nga, ngã đó, ít ngã ha, ví dụ vậy. Cái này mình ghi sai rồi, ngã thì không có chữ ngờ đó ha. Tiếp theo ví dụ như chữ nặng, N, A, N, G, chữ A, chữ A thì W một cái, dấu nặng là chữ J đó ha. Ví dụ ha, rồi mình sẽ bỏ qua cái phần này thì hướng dẫn ban đầu thôi. Bắt đầu mình sẽ vào cái phần mềm. Phần mềm của nó có tên là Duolingo, có con chim màu xanh giống như này, ghi Duolingo hay học ngoại ngữ miễn phí. Thì mình sẽ chọn bắt đầu ngay. Lúc đây là tại vì mình cài rồi cho nên nó có sẵn ha. Nếu mà mọi người chưa cài thì mình học tiếng Anh thì mình chọn cái cờ tiếng Anh nước Mỹ, hay cờ tiếng Anh của người Anh, hay cờ tiếng Anh của gì đó, hoặc là học tiếng Việt đều có hết ha, dành cho những người nhiều thứ tiếng lên đây nhưng mà tiếng Anh ha. Thì nó sẽ hỏi mình biết tiếng Việt hay không, mình chọn ha, nhưng mà mình đã làm rồi cho nên nó không có hỏi nữa. Rồi tiếp theo là mình chọn mức dễ nhất cho những người chưa biết, hay dành cho những người chưa biết gì luôn đi. Rồi mình dành cho học đường thì một chọn một trong những cái đi. Rồi chọn hướng đi thì mình học tiếng Anh dành cho những người căn bản mới bắt đầu đi, là mình làm video này dành cho những người mới bắt đầu nha. Rồi trên cái câu này thì nó sẽ hỏi như thế này. Đâu là phụ nữ? Đâu là phụ nữ thì mình nhìn cái hình này đó, cái hình này phụ nữ đây nè. Woman. Nó sẽ đọc luôn chúng ta và mình có cái từ tiếng Anh dưới đây luôn thì mình ghi nhớ ha. Woman. Và ví dụ cái này thì man. Man là người đàn ông, không, nhìn cái hình là người đàn ông. Cái này girl, girl cô gái, bé gái. Hả? Đây. Boy. Boy. Hả? Cậu bé, chàng trai, nói chung là vậy, là những thằng nhỏ nhỏ kêu là trẻ trâu á. Hả? Boy. Boy ha, girl. Girl. Man. Man. Woman. Woman. Đó, thì đây là đâu là phụ nữ thì mình chọn woman đây. Chính xác. Bé gái đây, girl. Girl. Đàn ông, man. Man. Bé trai, boy. Và boy. Mình muốn nghe nó sẽ đọc luôn nè. Boy. Đó. Girl. Nghe lại. Boy. Đó. Kiểm tra. Ha. I am a man. Rồi tới này thì nó sẽ mình nhấn cái loa nó sẽ đọc cho chúng ta nghe ha. I am a man. I am a man. Đó, nó nhanh quá thì mình không nghe kịp. Cho nên chọn từng từ. I. Nó đọc luôn và nó hiện cái nghĩa phía dưới ha. Đó, tôi. Thì dịch câu này thì tôi, thì mình chọn dưới đây có từ tôi nè ha. Am. Am có nghĩa là hoặc là từ đang. Thì dưới đây nghĩa là nó là, thì mình chọn là. A. A. Chữ A một thì mình chọn một. Man. Man. Thì người đàn ông thì dưới đây có người đàn ông. Đó. Vậy chọn câu nó là tôi là một người đàn ông, cái câu nó là I am a man. Nghe. I am a man. I am a man. Đó, nó đọc vậy ha. Nếu mà mọi người nghe nó nhanh quá thì mình nhấp từng tự, từng chữ. I am a man. Đọc nhanh. I am a man. Đó, tự nhiên á. Chính xác ha. Một người phụ nữ, quay lại những cái mấy cái hình hồi nãy mình làm đầu video á. Một người phụ nữ là tự gì, ví dụ như bố mình nè. I am a girl. Đó, thì hồi nãy là I am a girl là tôi là gì đó. Ai tôi là, tôi là, đây là một, girl này, girl. Cô gái vậy, tôi là một cô bé hoặc là cô gái đều đúng hết. Đó, ví dụ vậy nha. Quay lại, tôi là một cậu bé, nãy là I am a girl. Thì cậu bé là nghĩa là gì? Là boy. Thì
I am a boy đó. I am a boy đó hay ha. I am a boy. Đó, quay lại nãy câu mới thực thì xong, tôi là một cậu bé. Tôi là một cậu bé. Một cô gái, a girl. I am a woman. I am a woman. Woman là woman, người phụ nữ vậy. Tôi là một người phụ nữ. Yo, yo. Đó, chính xác ha. Phần mềm này là miễn phí cho nên nó sẽ quảng cáo ha. Nếu mà mọi người không muốn quảng cáo thì có thể cancel. Và mình có thể mua phần mềm nó với giá bao nhiêu mình không rõ, mình cũng không mua. Nhưng mà nếu mà muốn không muốn quảng cáo thì có thể mua ha. Bây giờ là mình không muốn tạo hồ sơ ha, đây là tạo mới. Tới khúc này thì mọi người sẽ nhờ những ai đó biết về cái này sẽ tạo cho các bạn ha. Email, mật khẩu vân vân ha. Thì mình bỏ qua đi, mình sẽ vào thẳng vấn đề luôn ha. Cơ bản đây thì đây ha. Khi mà mình làm từng cái đó, nó sẽ vô từng khúc này. Bây giờ mình sẽ đăng nhập tài khoản của mình và mình hướng dẫn cho mọi người ha. Tại sao mình hướng dẫn mọi người, tại sao nó sẽ đầu video mình hướng dẫn mọi người cách gọi tiếng Việt ha. Ha. Bây giờ mình sẽ vào cái ứng dụng của mình. Đây là cái tài khoản của mình ha, mình đã học mới học thôi, cũng chưa có thời gian ha. Rồi mình ví dụ vô phần món ăn đi ha. Nó sẽ dạy hay nhiều thứ ha, từ món ăn nè tới động vật nè, số nhiều nè, sở hữu nè, điều kiện khách quan nè, gì đó DT gì không rõ nữa, rồi quần áo nè, động từ nè, màu sắc nè, câu hỏi nè, liên từ, giới từ, thời gian, gia đình, nghề nghiệp, tính từ, động từ hoàn thành hai, phó từ, nơi chốn, tân ngữ, con người, du lịch, hạn định số, điều động từ hoàn thành ba, giáo dục vân vân, động từ quá khứ, động từ nguyên mẫu, động từ quá khứ hai, động trừu tượng một vân vân. Cái đây bạn phải hoàn thành tới mức số 3 thì bạn mới xuống được dưới đây ha. Nó nhiều thứ để học lắm ha, học càng tốt thôi, mình không rõ. Học tiếng Anh đây thì không có vấn đề gì hết, cố gắng. Rồi ví dụ như mình sẽ vào cái phần này đi, mình làm tiếp ha. We drink juice. We drink juice. We drink juice. À, tôi uống nước trái cây. Tôi, chúng we tôi drink. Drink, uống juice. Nước trái cây ha. Chúng tôi uống nước trái cây. Đã, ví dụ vậy. Cô bé ăn trái cây. Thì cô bé là the girl. Eats trái cây, fruit. Fruit. We eat cheese and they eat fish. Chúng tôi ăn chi nghĩa cheese. Là gì? For my format and they eat fish. Chúng tôi ăn for my format, for my format và bọn họ ăn cá. À, chúng tôi ăn for mát và họ ăn cá. Những cô gái ăn bữa sáng. Những cô gái, the girls, chữ S ha, eat bữa sáng, breakfast. I eat lunch. Đây tới khúc này nó đọc cho mình ha. I eat lunch. Mình sẽ chọn cái loa đây. I eat lunch. Nếu mà nghe nhanh quá thì mình không hiểu thì mình chọn con rùa bên cạnh. I eat lunch. Đó, nó đọc chậm lại thì I eat lunch. Lunch. À, kiểm tra. Ha, cái lo lớn thì đọc bình thường, nó giống như là natural, đọc giống như người bạn ngữ. Còn con rùa bên cạnh á, thì nó đọc chậm lại để chúng ta nghe được ha. She eats cheese. Đây, quay lại vấn đề khi mà đầu video mình đã hướng dẫn mọi người cách gọi tiếng Việt ha. Bây giờ này, she eats cheese. Không hiểu nghĩa, nghe ha. She eats cheese. Rồi, nếu không hiểu nghĩa thì chọn vô từng từ nó sẽ hiện cái nghĩa ra. She. Cô ấy, cô ta. Eats ăn cheese phô mai. Vậy cô ấy ăn phô mai ha. Gõ C chữ cô á là chữ O á, hai chữ O đúng không? Đó là R chữ O, chữ A chữ ớ là chữ A, chữ Y. Cô ấy dấu sắc là chữ S. Cô ấy ăn thì á thì á á W đó. Phô mai. À, for my thì nó không có dấu thì ok.
Pasta. Nghe lại được không? Pasta. Đây, đọc chậm. Pasta. Đây, pasta mì Ý ha. Pasta. Mì ống á. She eats sugar. She eats sugar. Cô ấy ăn đường. Ha, nghe nè. She nè. Eats sugar. Sugar, cô ấy ăn đường thì cô. Rồi đây coi cái phần bài tiếng Việt có sao rồi. Cô ấy ăn đường. Đó, ví dụ vậy ha. Rồi, đây là dịch đường thì mình dịch ngay chọn ô đây là sugar. Ý. Nó bị gì rồi? The girl eats fruit. The girl eats fruit là cô gái ăn trái cây. Đó là vì lý do mình hướng dẫn mọi người gọi tiếng Việt ngay từ đầu video của mình ha. We eat pasta. Chúng tôi ăn mì ống. The girl drinks juice. Cô gái uống nước trái cây. The woman eats breakfast. Người phụ nữ ăn bữa sáng. Đã ha. Đó xong. Rồi, mình hướng dẫn mọi người xong rồi đó. Thì hy vọng mọi người thấy cái video hữu ích. Nếu thấy video của mình hữu ích thì chia sẻ giúp mình ha. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ channel Tiểu Bang Arizona. Vui lòng like hoặc không like hoặc là dislike nếu bạn thấy thích hoặc không thích cái video của mình hoặc là channel của mình. Nhớ đăng ký để ủng hộ cho channel nếu bạn cảm thấy channel mình hữu ích cho bạn, cho người thân, cho những nhiều người. Và mình sẽ cố gắng chia sẻ những cái gì mà cảm thấy hữu ích dành cho những người mới qua tiểu bang Arizona, đã và đang chuẩn bị qua tiểu bang Arizona sinh sống, là dành cho những người ở tiểu bang khác mưu tới hoặc là những người bên Việt Nam qua cũng ok. Mình sẽ chia sẻ, mình biết gì mình sẽ chia sẻ cho mọi người ha. Rồi, một lần nữa cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ channel tiểu bang Arizona. Nhớ đăng ký ngay ha. Mình quan trọng đăng ký, xem có quảng cáo thì xem hết quảng cáo giúp mình ha. Một lần nữa cảm ơn mọi người. Bye bye và hẹn gặp lại nha.